người chiến sĩ nhiệm vụ đẹp biết bao, gìn giữ quê hương gian khổ coi thường vì nhân dân chiến đấu. Là người chiến sĩ nhiệm vụ đẹp biết bao, lời bác đinh ninh vì nước quên mình giành chiến thắng quang vinh. Nêu cao truyền thống thời Trần Đinh xưa nay cháu Bác Hồ đang cho anh một trái. Một trái tim rực lửa anh hùng, cuộc đời chiến sĩ giản dị thật đáng yêu. Một chiếc ba lô, một khẩu súng trường, một ngôi sao trên mũ. Cuộc đời chiến sĩ giản dị thật đáng yêu. Một túi lương khô, một tấm vải dù, một đôi dép cao su. Nhưng anh đẹp lắm, đẹp hồn nhiên như chân lý cuộc đời. Vì anh có một trái tim, một trái tim biết yêu tha thiết như nước quê hương. Một trái tim biết căm thù quân xâm lược. Một trái tim rực lửa anh hùng. Là người chiến sĩ nhiệm vụ đẹp biết bao, gìn giữ quê hương gian khổ coi thường vì nhân dân chiến đấu. Là người chiến sĩ nhiệm vụ đẹp biết bao, lời bác đinh ninh vì nước quên mình giành chiến thắng quang vinh. Nêu cao truyền thống thời Trần Đinh xưa nay cháu Bác Hồ đang cho anh một trái. Một trái tim rực lửa anh hùng, cuộc đời chiến sĩ giản dị thật đáng yêu. Một chiếc ba lô, một khẩu súng trường, một ngôi sao trên mũ. Cuộc đời chiến sĩ giản dị thật đáng yêu. Một túi lương khô, một tấm vải dù, một đôi dép cao su. Nhưng anh đẹp lắm, đẹp hồn nhiên như chân lý cuộc đời. Vì anh có một trái tim biết yêu tha thiết đất nước quê hương. Một trái tim biết căm thù quân xâm lược. Một trái tim rực lửa anh hùng. Vì người chiến sĩ rất đẹp nhiều ước mơ, và trái tim anh mang nặng nghĩa tình của quê hương yêu dấu. Vì người chiến sĩ rất đẹp nhiều ước mơ, và trái tim anh mang trái tim người mà anh nhớ anh thương. Ôi sao đời lính vượt đường xa, anh có trái tim hồng. Người chiến sĩ một trái. Một trái tim rực lửa anh hùng.